làm được không? Mà chúng bay nữa. Không có đồ, tụi mình còn phải tập hợp nữa mà. À, một áo kìa. Áo bông bay đẹp kìa. Đó. Là vậy nè các con, để biết đảo là gì, trước tiên các con hãy cho cô biết đặt trước của chúng ta là gì nào. Dạ là biển. Tại sao các con lại biết đây là biển? Dạ thưa cô, biển có nước màu xanh. Đúng rồi. Thưa cô, biển có cá. Con giỏi quá. Dạ thưa cô, biển có cá. Thưa cô, biển có tàu thuyền. Đúng rồi. Biển sẽ có những gì mà các con vừa nói, nhưng đôi khi giữa biển cũng sẽ xuất hiện ra những hòn đảo nhỏ, giống như nơi chúng ta đang cắm trại vậy nè các con. Ủa? Sao đảo lại ở giữa biển cười vậy cô? Đúng rồi. Tại vì nè các con, khi trái đất đang tập thể dục sẽ có một vài vùng đất sụt xuống và sẽ có một số nơi trồi lên cao hẳn mặt nước, đó gọi là đảo, giống như nơi chúng ta đang đứng nè. À, những phần đất trồi lên cao bao quanh là biển thì sẽ được gọi là đảo. Đảo có rừng rậm cây cối cũng y như là đất liền vậy đó các con. À, có phải là chúng ta đang đứng trên một cánh rừng, trên một hòn đảo, xung quanh là biển đúng không thầy cô? Đúng rồi. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì trong trại hè kỳ này vậy thầy cô? Đúng rồi thầy cô. Đúng rồi thầy cô. Ừ, trước khi xây dựng trại hè và học tập thì chúng ta sẽ tắm biển. Yeah. Phim thú vị của Mâm Trời Lá nha. Bye bye.